Xin chào mọi người, hôm nay mình muốn giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích trong việc phòng chống bệnh thán thư và sương mai trên cây trồng, Daconil 75 Bupropion. Các bạn có biết không, thán thư và sương mai là hai căn bệnh phổ biến và nguy hại hàng đầu cho cây trồng. Chúng có thể làm cây suy yếu, mất năng suất, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Nhưng đừng lo, Daconil 75 Bupropion chính là vị cứu tinh cho vấn đề này. Sản phẩm chứa chlorothalonil, một hoạt chất bảo vệ thực vật mạnh mẽ, hiệu quả cao. Điểm đặc biệt của Daconil 75 Bupropion là khả năng phòng bệnh đỉnh của chóp. Chỉ cần phun một lượng nhỏ là sản phẩm đã tạo một lớp bảo vệ trên lá, ngăn chặn nấm bệnh tấn công. Hơn nữa, Daconil 75 Bupropion còn bám dính cực tốt, mưa gió cũng không xi nhê. Nhờ vậy, sản phẩm duy trì tác dụng lâu dài trên cây, giúp bà con mình tiết kiệm chi phí và công sức chăm sóc. Cách dùng Daconil 75 Bupropion cũng đơn giản lắm. Mình chỉ cần pha 30-40 gram thuốc với 10 lít nước, sau đó phun đều lên lá là được. Nhờ phun vào sáng sớm hoặc chiếu mát để thuốc phát huy hiệu quả tốt nhất nhé. Với Daconil 75 Bupropion, nỗi lo về thán thư và sương mai sẽ tan biến. Sản phẩm này đã được rất nhiều bà con nông dân tin dùng và mang lại những mùa vụ bội thu. Lưu ý nhờ để đảm bảo an toàn, nhờ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng và để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like và chia sẻ để Daconil 75 Bupropion đến với nhiều người hơn nữa. Mọi người nhớ ghé thăm theupland.vn để cập nhật thông tin chi tiết và các sản phẩm mới nhé. Hẹn gặp lại trong những video.